Ok, em chào anh chị nhé. Rồi, hôm nay thì em làm cái video nhận định thị trường của phiên ngày 14 tháng 7 và cái định hướng giao dịch cho phiên ngày mai. Về cơ bản á thì đêm qua đúng không? Tối qua là Mỹ họ công bố chỉ số CPI và CPI lõi hay gọi là CPI core thì nó lần lượt nó khoảng CPI nó khoảng 9,1% và core CPI nó khoảng 5,8%. Đó là CPI tháng 6 đúng không? Đó. Nói chung là một con số nó cũng rất là cao, rất là sốc. Nó kỳ vọng của người ta là 8,8. Tuy nhiên thì con số thực tế nó lên là 9,1. Đó. Nhưng mà cái sự khác biệt ở đây á thì core CPI là nó loại bỏ giá một số giá như giá vận chuyển và giá năng lượng thì bỏ được một số cái giá hàng hóa ra thì nó cũng xuống khoảng 5,8%, là chứng tỏ có nghĩa là nó đã giảm so với cả tháng 5 core CPI là 6%. Còn tháng 6 là 5,8%. Đó, thì có nghĩa là một số những cái thành phần khác trong CPI nó đã giảm. Đó. Còn cái CPI chính thì nó là 9,1%. Đấy. Có thể nói con số rất là cao nhưng mà vấn đề là thị trường bên đó thì nó phản ứng cũng hết sức là bình tĩnh. Nó hình thành một cây nến lúc đầu nó cũng phản ứng rất là mạnh đúng không? Nhưng mà về sau hình thành một cây nến doji. Đó. Nói chung là nó giao dịch trong trạng thái cũng rất bình tĩnh. Đó. Thì điều này em nghĩ là cái CPI này nó là CPI tháng 6 thì trong tháng 6 thì giá hóa nó cũng giảm 20% tính từ đỉnh đúng không? Đó thì khả năng những cái con số này nó sẽ được cải thiện hơn trong vòng tháng 7. Đó. Còn một cái nữa em thấy đánh giá khá quan trọng tháng 7 này chính là việc Fed tăng lãi suất 0,75 hay là 1%. Hôm qua ấy, thì em có xem thì thị trường price in là tăng 1% khoảng 40 tăng có nghĩa là tăng 1% á, có nghĩa là 100 bip ấy, thì nó cũng khoảng 40% thôi. Thì nay nó là lên khoảng 70 mấy phần trăm rồi. Thì em nghĩ là tới khả năng là nó sẽ Fed nó sẽ tăng 1% trong tháng 7 này luôn. Đó. Thì cái mục đích của Fed bây giờ ấy nó tăng là để gần như là nó kiểu nó dọa lạm phát ấy, bởi vì lạm phát bây giờ nó cũng mang tính kỳ vọng rất là cao mà khi nó làm cái động thái như thế thì cái kỳ vọng tự giảm xuống và nó sẽ mang tính chất là nó giảm được lạm phát nhanh hơn. Đó. Sang đến thị trường Việt Nam đúng không? Thị Việt Nam thì sáng nay cũng có một phiên sáng nay nó cũng chỉ số giao dịch em thấy là nó cũng có đỏ nhẹ đầu phiên. Đó. Sáng nay thì em cũng hơi bận một chút và em đang có việc. Ok. Đó. Thì chỉ số này thì nó cũng gọi là đỏ nhẹ đầu phiên. Tuy nhiên thì nó cũng có nhịp hồi phục và nhịp tăng rất là tốt và nó cũng tập trung vào một số nhóm chính như là nhóm chứng khoán. Trong chứng khoán thì bây giờ đang tung thông tin gì? Đó là chính là việc giao dịch T2,5 và đang được thổi bơm game rất là nhiều. Thực ra game không đúng mà đang là được VSD đề nghị kiến nghị sửa rất nhiều. Đó. Thì em đánh giá thì cái tin đấy nó cũng là một cái tin tích cực cho những cái cổ phiếu chứng khoán khi mà cái vòng quay ở tiền nhanh hơn. Nói chung là em nghĩ là nó cũng sẽ phần nào nếu mà để giao dịch T2,5 á thì nó tăng khoảng 10 đến khoảng 15% doanh thu của một công ty chứng khoán. Đó, thì đương nhiên là cái kỳ vọng của công ty chứng khoán nó được tốt hơn một chút. Tuy nhiên về cái xu hướng dòng tiền thì em nghĩ là giai đoạn tới nó vẫn không ủng hộ ngành chứng khoán. Đó. Thế nên là cái ngành chứng khoán bây giờ thì em thực sự thì em không không đầu tư, không đầu tư vào ngành chứng khoán. Cái ngành thứ hai chính là gì? Ngành một số con đạo đúng không? Đó thì một số con đạm này này con đạm này thì thực ra là em đã viết khuyến nghị rất là nhiều, anh chị có thể mua ở vùng 4445 đó. Cái đoạn như này này là đoạn gì, đoạn nó phản ánh thứ nhất là cái việc sụt giảm cầu trong nhà nông đúng không, bởi vì những cái tháng giữa năm này này thì cầu nó không có, và cái thứ hai là cái việc giá phân bón nó lao dốc mạnh đó, thì nó phản ứng nó đánh cho từ 68 vùng giá 68 nó về vùng khoảng 42. Đó, thì em nghĩ cái đoạn này nó đã phản ứng cái tin tức đấy xong rồi. Và cái đoạn tiếp theo á thì em có phân tích được là giá phân nó bắt đầu có như là có chiều hướng tăng ở từ khoảng giữa tháng 8 hoặc đầu tháng 8 gì đó thì bắt đầu nhu cầu và giá phân bắt đầu tăng từ đợt đấy. Đó, thì em cũng khuyến nghị mọi người là vào mua đi. Con này thì thấy nó cũng đây gọi là đáy rồi và đến phiên hôm nay thì nó cũng bật rất là khỏe đúng không? Còn tuy nó không trần thôi nhưng mà mọi người để ý này, cái vốn của nó để nó tăng gần trần như này, nó vốn nó rất là bé, vốn nó rất là bé ở vùng đáy này, nó là một điều rất tích cực cho cổ phiếu. Còn đạm Cà Mau thì nó vốn hóa của nó nhẹ
nhẹ hơn đó, thì nó trần trần cứng luôn. Ok, số nhóm khác như là bất động sản thì nay thì có mỗi đích xanh thôi, em đánh giá là đích nó cũng nói chung là bất động sản nó chưa có kỳ gì để lên đâu đó. Khả năng là đầu cơ nhịp ngắn hạn thôi, còn để mà đầu nắm giữ thì trong năm nay thì em nghĩ là cũng khá là khó có sóng, chắc phải tầm còn gần cuối năm. Đoạn này thì chưa được, đoạn này thì cái thông tin về rung tín dụng hay là cái gì ấy, nó cũng rất là 50-50 đó. À, nói chung là hôm trước có một cái tin là ngân hàng nhà nước họp để giải quyết cái vấn đề đấy đúng không, thì mình cũng phải chờ đợi kết quả chứ đừng kiểu như là vẽ kỳ vọng để có thể là mua cổ phiếu thì nó rất là khó đó. Cái nhóm tiếp theo có một nhóm nữa, đợt này là nhóm đầu tư công đúng không? Nhóm đầu tư công thì phiên hôm nay nó cũng khá là yếu. Nay em thấy có mỗi có con HUT nó khỏe thôi. À đâu? À đây đúng rồi, HUT rất là khỏe đúng không? Vượt mây rồi nhưng mà cũng có dự bán ở trên xuống. Em đánh giá trạng thái này, trạng thái giao dịch này rất là tích cực. Đó. Khi mà nó vượt được cái vùng nền ở đây. Vùng nền đây đúng không? Đây này, đó. Em chút để em tắt cái này đi. Đó, và cái vốn thanh khoản nó lớn hơn trung bình, lớn trung bình 20 phiên. Đó. Nó là một điều tích cực cho cổ phiếu. Còn những con khác như HBC và CTD thì nó cũng mức tăng khá là nhẹ thôi. Thì em vẫn bảo anh chị là từ đầu năm bây giờ thì giải ngân đầu tư công chẳng được mấy. Nhiều người vẫn nói là cuối năm để làm gì? Để hoàn thành nhiệm vụ GDP đúng không? Thì chính phủ họ sẽ thúc đẩy đầu tư công. Đó. Nhưng mà năm nay thì em cũng nó view của nó cũng chưa có gì sáng sủa cả. Đánh cổ đầu tư công thì em nghĩ là đánh vào thuần kỹ thuật đó, vì là sao, vì là kỳ vọng của nó vẫn là cái việc có đầu tư công đấy, nhưng mà nó có thể là chưa giải ngân, nhưng mà có nghĩa là cái giá cổ á nó phản ánh cái đoạn đấy rồi đúng không? Mọi người nhìn giá cổ này, như là VCG hay là những con khác như HBC ấy, nó đều mức giảm rất là mạnh rồi, và cái kỳ vọng nó vẫn còn nguyên đấy. Thế là những cái rủi ro về cái việc thủng đáy này thì em nghĩ là cũng khó. Đó, nó cũng rất là khó. VCG thì nó có vùng đáy quá rồi. Đó, giảm giá tiếp thì em nghĩ là nó cũng khó. Nói chung là nếu mà anh chị mua ấy, để hy vọng cổ đầu tư công ấy, thì nên làm mua cái số lượng nhỏ và chia nhiều đợt để mua chứ không nên all in đúng không? Cầm thì em nghĩ là vùng này, những cái con như VCG này cầm ở vùng khoảng giá 18-20 thì ổn đúng không? Ổn và có lãi, sẽ có lãi trong khoảng 3-6 tháng thì kiểu em nghĩ là gì bọn đầu tư công nó sẽ làm một sóng thôi. Đó, nhưng mà sóng bọn đầu tư công thì anh chị để ý là nó không có sóng dài đâu. Ok, đi vào sâu hơn một chút nhìn thị trường đúng không? Nay thì index tăng 8 điểm, còn VN30 tăng 5 điểm đúng không? Các cổ ngoài VN30 tăng được 3 điểm. Đó, mình sẽ xem trong VN30 con gì tăng mạnh nhất và giảm mạnh nhất đúng không? Đây, ok, em học cơ bản. Đó, trong đây có Khang Điền là tăng mạnh nhất, cũng chưa có nắm thông tin gì có Khang Điền này cả. Thì mình sẽ xem chart chút. Khả năng là tích lũy đủ dài bật, đó, tích lũy đủ dài bật, ok. Bật vốn to, mình sẽ nốt lại cổ phiếu Khang Điền này. Đó, một cái vốn khá là uy tín. Bứt phá nền và vốn to. Hai là con SSI. Đó, chung nhóm chứng khoán, nhưng mà SSI là cổ nằm trong VN30, thế là nó rất là khó trần. Nó cũng rất là khó trần đối với SSI. Đó, ok. SSI nhóm chứng khoán thì em để ý là con HCM. HCM thì nó khỏe hơn so với những cái con vốn hóa lớn như là VND hay là SSI, đúng không? HCM nó tăng vốn ít nên là nó thanh thoát, nhưng mà em cũng không hiểu tại sao cái vốn nó to như này. Đó, nó cũng là một cái khá là rủi ro, bởi vì cổ phiếu làm sao, cổ phiếu nó tăng từ đáy, từ giá 18 lên giá 24 rồi đó, thì nó cũng trải qua một đợt tăng em đánh giá là cũng nhiều, đánh giá cũng rất là nhiều đúng không, mà nó xuất hiện những cái vol to này thì mình cũng nên cẩn trọng một chút, vì là những cái khi mà vol to ấy, thường là những cái phiên phân phối đó, mọi người nhìn này, vol to đó, thường là những cái phiên phân phối. Nay điều tích cực của nó thì em thấy đánh giá là nó đóng ở giá trần. À, cuối phiên nó cũng có mất trần đấy, chứ mình sẽ quan sát thêm. Ok, một số banh khác như là GAT, GAT này kéo, GAT này thì khỏe chung với là dòng phân đạm là dầu khí ấy. GAT thì đáy quá rồi, GAT vùng đáy này em nghĩ là khó thủng. Đây, vùng đáy rất là dài đây rồi. Đó, nó về nó bật là chuyện hoàn toàn bình thường. Đó. Ok,
CTG tăng nhẹ thôi, không có gì đáng nói cả. Đó, banh thì một số banh tăng, một số banh lại giảm, tích có banh giảm. Đó, ok. Thì nói chung là em thấy là thị trường Việt Nam này nó cũng đang có một số câu chuyện riêng, nó chứng khoán có một số câu chuyện riêng á, thì cái tin tức CPI nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều, đúng không? Ra ngoài nhóm VN30 thì xem cái này. Ok. VPH tím, đạm Cà Mau tím này. Còn chứng khoán nó HCM tím thôi, CTS tím à. Ok. Thì nhóm chứng khoán ấy thì đợt trước em có bảo anh chị chốt lời ấy, thì chốt 1 phần 2. Đó, nhưng mà mọi người ấy, thấy đừng có tiếc mua lại, nhiều khi là đu đỉnh lại lỗ lỗ ngược á, nhiều khi là bị thế ạ. Chung là bán rồi thì bán, chốt lời không bao giờ sai đúng không? Chốt lời rồi thì không nên tiếc, nói chung là cầm 1 phần 2 cái lượng hàng đấy thì bên bao giờ đủ kỳ vọng lại chốt tiếp. Đó. Chứ còn không sẽ không mua cover hàng giá cao đối với nhóm chứng khoán này. Ok. Này thì nhóm bất động sản thì giao dịch nó cũng khá là bình thường thôi, nó không có gì đáng nói cả. Còn như này, sàn như này thì vô nó quá bé, mình không thể đánh giá được. Ok. Nay thì em vừa coi một cái video về 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 đây một số những cái analyst của hay là tư vấn quỹ của được bên VND mời đúng không? Đó, có anh Lã Đăng Trung rồi cũng có mấy người. Thì anh Trung này anh cũng bảo là thị trường thì cũng có, sẽ có nguy cơ giảm tiếp đúng không? Bước vào suy thoái rồi. Đó, nói chung là nó có thể là suy thoái thôi và hoặc là có thể là bước một cuộc khủng hoảng và có nghĩa là đặt lại tất cả các yếu tố trong nền kinh tế thì nó cũng rất là nguy hiểm đúng không? Thì anh Trung vẫn bảo thị trường sẽ còn giảm tiếp và có thể tạo đáy muộn nhất thì vào nửa đầu năm 2023 đó. Thì em cũng vừa nghe nói như thế đó, thì cũng là ý kiến của anh Trung này và em cảm nhận là anh Trung anh nói một cách là anh ấy rất là quyết liệt đúng không? Là một người cũng phân tích rất là nhiều nhưng mà nói một cách rất quyết liệt là bảo thị trường giảm tiếp đó. Có nghĩa là các chuyên gia khác ấy, họ thường là sẽ nói khoảng 50-50, có nghĩa là nửa nạc nửa mỡ, nói chung là ở nước đôi. Nhưng mà anh Trung này anh ấy không, anh ấy bảo là thị trường sẽ giảm tiếp, nói thẳng thế luôn. Đó, thì mình cũng là một cái vấn đề mình cần lưu ý, đúng không? Đó, thì cái rủi ro ấy cũng cũng có đúng không? Ok. Đó, thì cái phiên hôm nay thì em đánh giá nó cũng là phiên giao dịch tích cực khi mà cái vùng gap down đúng không, đã được lắp lại đúng không? Đó, thì đi theo trend này thì có thể nó sẽ hướng đến vùng 1.200 cộng trừ khoảng 20 điểm, đó có thể là 1.180 hoặc là 1.220, đó nó sẽ gặp một cái kháng cự vào đây và lúc đó mình tính xem nó có vượt được cái mô hình cái nêm giảm này không, đây gọi cái nêm giảm đúng không? Nếu nó vượt mô hình được thì nó có thể chạm lên vùng mây, đó thì cái mục tiêu tiếp theo của thị trường ấy thì em nghĩ là đấy là vùng 1.200 cộng trừ khoảng 20 điểm. Đó, thanh khoản nó cũng đang dần được cải thiện đúng không? Cải thiện cùng với cái đà tăng của thị trường. Đó, thị trường tăng nhẹ thôi nhưng mà một số nhóm ngành có nghĩa là có mức giảm nhiều và đã tạo đáy đúng không? Nhưng mà cái câu chuyện về 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 lợi nhuận và doanh thu năm nay nó chưa kết thúc. Đó, thì nó sẽ tăng mạnh hơn và hoặc là những câu chuyện những cái dòng mà đang có câu chuyện riêng có thể là kể đến như là dòng chứng khoán thì nó sẽ có mức tăng tốt hơn đúng không? Đó, cái nhận định của em là như thế. Anh chị nếu mà cảm thấy video có giá trị, có nội dung và có thể cung cấp được nhiều kiến thức mới thì anh chị có thể like và share cái kênh YouTube của em. Đó, em cảm ơn anh chị rất nhiều. Và đến đây video thì em xin kết thúc.